Hôm qua, tại trụ sở tạp chí Kinh tế Sài Gòn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ công bố chương trình Caravan 2030 trao tặng dự án thư viện Tình ca Thiên Cẩm Sơn. Đây là dự án rất tâm huyết của câu lạc bộ doanh nhân 2030 nhằm trao tặng thư viện đạt chuẩn quốc gia, học bổng, sách vở và trang thiết bị học tập hiện đại cho các em học sinh ở những vùng miền xa xôi trên khắp Việt Nam. Trong lần thứ 13 triển khai, với sự đồng hành của nhà tài trợ Bạch Kim, Tập đoàn Đầu tư Phát triển Bất động sản Trần Anh và tấm lòng của rất nhiều thành viên câu lạc bộ doanh nhân 2030, dự án sẽ mang yêu thương đến với các em học sinh của trường tiểu học B An Hảo, một ngôi trường nằm treo leo trên đỉnh núi Cấm thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Mình biết được câu lạc bộ 2030 được từ năm 2019, đây là lần thứ 6 mình tham gia. Mình rất là tâm đắc với câu lạc bộ. Thứ nhất là rất là chỉnh chu, nói một từ ngữ là rất là chỉnh chu cho toàn đoàn đi suốt quãng đường dù ngắn hay dài. Song song đó thì mình cảm thấy rằng câu lạc bộ 2030 sinh ra để mà phục vụ giúp những mảnh đời bất hạnh, cuộc sống còn khó khăn, nhất là ở một cái vùng núi Cấm ở một tỉnh An Giang. Đây là một nơi cũng còn thiếu thốn nhiều, và mình thấy rằng chương trình góp sức cho các bé là mình thấy rất là tâm đắc cho cuộc sống, cho việc học hành được tốt hơn. Hành trình Caravan 2030 kết hợp dự án thư viện Tình ca Thiên Cẩm Sơn dự kiến diễn ra từ ngày 5 tháng 8 đến 7 tháng 8 năm 2022 với cung đường Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh hoạt động thiện nguyện vô cùng ý nghĩa, các thành viên tham gia còn được trải nghiệm hoạt động thú vị bên lề như thi đấu thể thao, giao lưu âm nhạc, hoạt động kết nối. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc đăng ký tham gia, quý khán giả có thể truy cập trang Facebook Câu lạc bộ doanh nhân 2030 Sài Gòn Times Club.